Cái này là cái gì? Cái này là bông dặm thắng. Anh có ngày mà. Thì khi quen em là anh đi học cấp cứu. Vừa vừa thôi. Xịt sao cho chuyên nghiệp coi. Xịt trắng lên mặt nữa. Chứ xịt làm sao? Bọc một ít ra tay. Ý. Rửa tay chưa? Rồi mà. Quách cái tay. Sao nói mi mắt khương. Anh nữa cái chai không giữ rồi. Anh chưa làm xong mà. Đúng rồi, cái gò má. Mẹ, đồ đông nữa. Đánh đầy. Ủa? Theo cái đường miệng. Đẹp nè, đẹp nè. Em thấy nó lem rồi đó. Không có em, chưa có em. Thấy nó ra ngoài cái miệng môi rồi. Không phải. Không phải đâu. Cái gì vậy? Phấn, cái này phấn nền. Anh ơi, đây là phấn phủ. Đây gớm quá mà em trắng hứa em. Cái mũi em còn trắng hứa với mẹ. À không, em không cần chân mày em đậm lắm rồi anh. Trần. Em sao mà cứ vậy? Cái kẹp đâu rồi? Hồi mẹ anh mới đi xem chương bài nhìn nó giống gì nè. Hiểu nha. Hiểu nha. Tốn mất rồi. Cái nào mà tốn mất vậy? Màu nâu á, màu nâu. Đây. Anh có người xét riêng của anh. Em đừng có nói là anh đánh màu gì. Ủa, em phải nhắm mắt lại. Em phải giao cái xác nhận của em cho anh. Nhìn tay không? Anh học bao nhiêu năm đâu phải. Cứ để cho anh chưa xong. Cho anh không thấy nó ra gì vậy? Nó không ra. Nó phải nhị. Nó mỏng hiểu không? Ai mà dễ chân mày mà đậm như vậy cái được? Cái này dễ được không? Khùng. Còn phải kẻ đi nữa. Đúng rồi, kẻ anh lên nồi cái chai đùi. Đúng rồi, kẻ đó đó. Chụp một cái là dính không? Em tin anh chưa? Cái này em phải mở mắt ra. Thôi vậy em mở mắt trên á. Mắt trên là cái gì? Em lên nồi kẻ trên. Lại sao mà đánh cái thì nó có cái méo. Em không có cây được thì anh lên chứ đừng có méo là gì kỳ lắm. Thôi em để em cho anh đi nè. Liêu bát đi đi. Chứ khi em giữ còn lại em cứ hứa là em yêu anh trọn đời không? Hỏi gì coi mặt mới biết. Không có chia tay nha. Em phải vẽ theo cái đường mắt á. Đường cái đường cong của mắt á. Sao anh vẽ lên trên vậy? Nè đường cong đúng rồi nè. Trời trời trời, đâu ra tốt đó như vậy. Rồi, mất xong rồi đó. Mở ra coi. Ôi, trên mày em kẻ. Kẻ đúng kỹ dừng chơi không? Anh cần vẽ thành có hai cái đuôi luôn á. Cái gì vậy? Nhắm mắt lại. Đi cái này cẩn thận nha. Kẹp mờ mắt em đó. Không lẽ tình cảm mình không bằng con mắt của em hả? Sao nó không vô phải mở con mắt. Lông mi dài như vậy mà còn mở không được. Em phải mở con mắt em nhìn nó là ờ. Mở con mắt không nhìn luôn rồi. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bóng thương đau. Thấy em đẹp chưa? Đẹp sao vậy? Cứ đẩy đi cho người ta làm mà. Trời ơi, anh dính dưới đây luôn à. Cái gì vậy? Em để em cho anh, không có dính. Anh à, sao anh đánh ở tuốt ở dưới vậy? Anh ghen cho môi vậy. Không cần. Đưa cặp môi đây. Hôm này là sao thoa xí mùi. Em biết thủy tiên không? Cái môi này không phải chùi là đừng. Đế, anh ý thức được cái việc làm của anh mà. Rồi, nếm ra coi. Cầm lại, cầm lại, chưa xong đâu. Cái là cái gì đây? Cái gì mà đã nhiều mà. Anh đang hưng phấn quá. Cái mặt tao mà không có hưng phấn là mẹ hay cảnh. Tin tưởng nhau chút đi nè.
em có thích môi giày không? Không, không. Anh thì hỏi thôi chứ anh chưa vẽ. Nhưng mà thôi, cảm giác chưa có xong. Cảm giác này giống môi của anh vậy. Chưa có đều. Rồi. Rồi, rồi xong rồi đó. Bây giờ bạn nữ sẽ được xem mặt của mình. Trời má ơi. Em thấy có hồn không? Em thấy mặt có hồn hả không? Mặt em có hồn không mà? Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Trời ơi, sao anh này đẹp? Cái gì này ghê quá vậy? Nào là tẩy trang vậy? Ờ, em phải đi tiệc, em để mặt này đi tiệc chứ chưa vậy em hỏi tẩy trang là sao? Bị điên hả? Bị điên. Xem tập 1 Khúc Hát Xe Duyên phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2018 trên kênh HTV7.